Rồi em chào anh em, tất cả anh em nghe anh em. Trời cũng 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi. Bữa nay có về được bộ lửa phu chờ 1. Bộ lửa phu chờ 1 rồi ba cái đồ linh tinh chớp sạc le đề, chắc tối mới lên sóng được với anh em quá. Rồi trời sắp tối, hay em xin đi vô chủ đề luôn nha anh em. Lửa này lửa phu chờ 1, đời 2 lửa 1 đó. Lửa này nói chung là giá dễ chơi dễ xài nha anh em. Tuy lửa giá mềm nhưng mà vẫn đầy đủ phụ kiện cho anh em như sên đề, bách kẹp, thằng lằn con, ốc bắt kích, bắt cuộn lửa, đồ đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết nha anh em. Đó, như sơn đề theo xe luôn nè. Anh em thấy không? Sơn đề theo xe luôn, còn chấm sơn, chấm xiết rồi luôn. Đó. Lửa này không có mắc tiền anh em ơi. Lửa này em bán con 1,1 triệu mà. Rẻ tiền nhưng mà ngon. Bao xài. Đó. Lửa phu chờ 1 nha anh em. Phu chờ 1 cái này nó không đóng hình ngôi sao ba cánh nè anh em thấy không? Đó. Hổm gài lửa em bán chạy quá trời chạy luôn rồi anh em ơi. Phu chờ 1 110 gì giờ nhiêu bộ là hết nhiêu bộ. Đó. Mấy cái lá thép này nó có hơi lấm đốm nhưng mà cái này không phải là vấn đề đâu anh em ơi. Quan trọng là lửa nó còn ngon. Mã kích nè anh em. 1X06. Chưa có xét luôn nè. Đó. Dây dắt chỉnh tề, không đứt nối nha anh em. Đó. Rồi, cũng lửa xong nha anh em. Giờ em xin đi vô cái phần hoa lăng này luôn để cho nó nhanh gọn lẹ, trời sắp tối rồi. Nói chung bộ lửa này nè, cái hoa lăng này khá luôn nè, cái dĩa đề này khá đẹp luôn nè, này dính nhớt nha anh em nha. Ôi trời ơi ruột. Nói chung cái dĩa đề này nè, em báo tình trạng rõ với anh em luôn. Trên video thì nhìn thấy nó gợn gợn như nè, nhưng mà gờ tay là em bao anh em gờ chưa gợn nha. Đó. Trên video á nè, cái này là em dính dấu tay của em thấy không? Chùi ra nè. Tả chính xác cho anh em luôn. Trên video là thấy nó hơi gợn gợn nha, nhưng mà em bao anh em gờ tay chưa gợn. Đề á nè anh em nhìn nè. Đang rất là bắt nha anh em nha. Đây. Bắt rất nhạy nha. Đó. Dính dơ nè, thấy không? Thấy có gợn gợn cái đó nhưng mà gờ tay chưa gợn nha anh em nha. Em bao. Ở đây em bán hàng em tả chi tiết chứ lắm, anh em khỏi phải sợ. Đó. Anh em muốn dành cho những anh em điều kiện kinh tế mà người ta không có được cao, người ta muốn xài có một bộ lửa quay cho, muốn có một bộ lửa 110 xài đó thì cũng có ở đây. Cũng khá luôn chứ đâu có bèo đâu. Ổ bị đề chưa bắn ra lần nào luôn nè, anh em thấy góc vuông vức luôn không? Đó. Góc cạnh vuông vức luôn, bi đề đúng bi đề lớn, đúng bi 110 luôn nha anh em nha. Đó. Còn rất là nhạy luôn nè. Test cho anh em nghe nè. Thấy không? Không có tình trạng bị sượng, bị xét gì hết nha. Đó. Dấu tay của em. Rồi lên hoa lăng luôn nha anh em. Hoa lăng thì tình trạng nó có hơi lấm đốm vậy nè anh em, nó có lấm đốm vậy nè. Nhưng mà ở trong rất là đẹp nha anh em. Bộ lửa này đời 2 lửa 1 nha. Mitsuba 11 tháng 9 năm 2 lửa 1. Đó. Cửa không cọ gì luôn nhưng mà nó bị lơ lấm đốm gần cái phần cửa này nè. Đó. Không thành vấn đề anh em ơi. Thấy không? Ở trong còn chấm sơn nè. Đó. Hàng của em bán á, tại sao mà nó đi rất là nhanh, rất là lẹ. Em canh dưới thì em canh dưới 10% so với thị trường em bán không à. Đó. Bởi vì á, nói chung á, em bán thà là em lời meo một chút, hàng nó đi lẹ đặng mình lấy hàng khác mình bán. Em không cần phải mà đợi chờ cái gì, đợi công an bắt cái gì. Full bộ lửa phu chờ 110 em bán giá 1,1 triệu cho anh em, về anh em xài vô tư. Bộ này nói chung đang trên xe, đề chưa trả ổ bị đề luôn nha anh em. Đó, ổ bị đề zin chưa bắn ra luôn nè. Nói chung mấy cái ổ bị đề zin mình xài mới ngon, còn mấy ổ đi bị đề bị bắn ra thay rồi xài hết ngon rồi. Bắt rất nhạy luôn nha anh em, chứ không có bị ruột tua luôn nha. Không bị sực luôn nha. Đó. Bộ lửa này em bán cho anh em là giá 1,1 triệu, anh em nào mến thú em, chào anh em nha.